Sáng ngày 25 tháng 10, Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Lào Cai, Việt Nam và Ban Quản lý Khu Kinh tế huyện Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc đã tổ chức hội đàm thực hiện thí điểm vận chuyển hàng hóa hai chiều qua cửa khẩu quốc tế đường bộ số 2 Kim Thành, Lào Cai, Việt Nam và Bắc Sơn, Vân Nam, Trung Quốc. Tại buổi hội đàm, hai bên cùng thảo luận thống nhất thí điểm vận chuyển hàng hóa hai chiều qua cửa khẩu quốc tế đường bộ số 2 Kim Thành, Lào Cai, Việt Nam, Bắc Sơn, Vân Nam, Trung Quốc trong thời gian 6 tháng, dự kiến bắt đầu từ ngày 1 tháng 11 năm 2023 đến hết ngày 30 tháng 4 năm 2024. Hàng hóa được thí điểm vận chuyển là nông sản tươi sống, chỉ thực hiện thí điểm vận chuyển một loại hàng hóa, không cho phép nhiều loại hàng hóa ghép xe để vận chuyển. Trong thời gian thực hiện thí điểm, căn cứ đề xuất của doanh nghiệp xuất nhập khẩu, hai bên sẽ báo cáo cơ quan cấp trên cho phép thực hiện thí điểm phương tiện vận chuyển hàng hóa hai chiều đối với các loại hàng hóa khác. Việc triển khai thực hiện thí điểm vận chuyển hàng hóa hai chiều qua cửa khẩu quốc tế đường bộ số 2 Kim Thành, Lào Cai, Việt Nam, Bắc Sơn, Vân Nam, Trung Quốc phải được triển khai thực hiện dựa trên cơ sở nguyên tắc đối đẳng và hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp vận tải hai bên. Sau khi kết thúc thời gian thí điểm, hai bên sẽ tiến hành hội đàm, trao đổi đánh giá kết quả thực hiện, báo cáo cơ quan cấp trên mỗi bên để xem xét về việc tiếp tục triển khai. Trước đó, các đại biểu tham dự hội đàm hai bên đã đi khảo sát thực tế tại cửa khẩu Mường Khương, huyện Mường Khương.